làm sao có thể ngăn được bão. Làm sao có thể ngăn được gió mưa quê tôi những ngày bão về, lòng con xót xa nỗi niềm quê với vợ, thương về quê nhà tan hoang trong bão. Làm sao ngăn được bão nghiêng trời lũ, làm sao ngăn được lũ trắng đồng đổ lên miền quê xác xơ. Và cánh đồng non chìm dưới nước đục, lũ trồng lên nhau, trồng lên màu tang trắng đơn đau. Làm sao có thể ngăn được bão, làm sao có thể ngăn được gió mưa quê tôi những ngày bão về, lòng con xót xa nỗi niềm quê với vợ, thương về quê nhà tan hoang trong bão. Làm sao ngăn được bão nghiêng trời lũ, làm sao ngăn được lũ lên miền quê xa xưa. Nghiêng đầy mắt cha liêu xiêu gông gió đỡ ngôi nhà, và lũ ngập đầy mắt mẹ nhìn cánh đồng non chìm dưới nước đục.
Thái Thùy Linh và anh Phương Phạm xin được kính chào quý vị khán giả đang theo dõi, đang lắng nghe tiếng lòng của chúng tôi qua cái ca khúc rất là mới mà quý vị vừa mới nghe, một sáng tác của guitarist Phương Phạm, ca khúc Bão. Và đây là bài hát mà Phương Phạm đã rút gan rút ruột, rút ra từ những cái ký ức tuổi thơ rất là gian khó của mình ở một cái vùng quê nghèo ở Thanh Hóa để viết lên. Và hôm nay cũng là một cái dịp, một cái duyên rất là tình cờ. Hôm nay là sinh nhật của Thái Thùy Linh. Nhưng mà thực sự là trong những ngày vừa rồi, khi mà theo dõi những cái thông tin, những cái hình ảnh, những cái câu chuyện rất là thương tâm về đồng bào miền Trung, thì thực sự là năm nay thì Linh không có tổ chức sinh nhật. Và những người bạn mà theo dõi Thái Thùy Linh ở trên kênh cá nhân thì cũng đều biết là năm nay là một năm mà Linh đã quyết định là sẽ nhận hoa bằng tiền mặt chuyển khoản, để những cái bông hoa này sẽ được chuyển thành mì tôm, thành nước uống, thành những cái nhu yếu phẩm sẽ được gửi đến đồng bào miền Trung vào tuần sau. Nhưng mà ngày hôm nay thì thay vì là đàn hát vui vẻ hay là đi liên hoan, thì Linh qua nhà anh Phương Phạm và hai anh em ngồi nói chuyện. Sau đó thì Linh có hỏi là: anh Phương ơi, hôm trước là anh hát cái bài gì của anh về Bão, em nghe rất hay. Thì anh Phương Phạm là ngồi say sưa hát cái ca khúc này. Bài hát lúc nãy, lúc chiều còn chưa được đặt tên đúng không ạ? Và ngay lập tức thì là Linh đã đề nghị anh Phương hát, và Linh đã học thuộc luôn, đã tập cùng với anh Phương luôn. Và hai anh em đã quyết định là sẽ dành chỉ một cái ca khúc này thôi. Nhưng mà để muốn được chia sẻ, được đưa một chiều một cái bàn tay để đồng hành, để hướng về miền Trung, và để mong muốn là mọi người chúng ta khi mà còn đang được ở những cái nơi an toàn, những cái nơi rất là cao giáo, đầy đủ tiện nghi, thì chúng ta hãy bớt một chút những cái phút giây, những cái tấm lòng của mình để hướng về miền Trung, nơi có cái người mẹ đi sinh rồi bị ngã xuống nước và bị cuốn theo dòng nước lũ, nơi có 30 người bị mất tích, có những công nhân, có những người đi cứu người khác và đến bây giờ cũng chưa biết là có trở về được hay không. Thì Linh rất là mong là chúng ta sẽ cùng lắng lòng lại một chút để cùng hướng về miền Trung. Và Linh cũng xin được chia sẻ thêm cái bài hát này, cái ca khúc Bão, thì anh Phương đã, anh viết cũng lâu rồi đúng không? Vâng. Và không nhân một dịp gì đâu, đây là cái nỗi lòng của một cái người con ở thành phố, mà mỗi một cái mùa bão về thì lại đau đáu, lo lắng, nhớ thương về quê của mình. Và những cái hình ảnh trong bài hát thì đều là những cái hình ảnh mà anh Phương đã trải qua. Linh khi mà được nghe những cái tâm sự của anh Phương Phạm thì rất là xúc động. Anh nói rằng là tại sao lại là cha liêu siêu gồng gió và đỡ lấy ngôi nhà. Đấy là những cái hình ảnh rất là thật từ tuổi thơ của anh, khi mà cái mái nhà mỗi một lần gió bão về là mỗi một lần lại thót tim, và bố phải đi, người cha sẽ phải đi lấy gỗ, lấy dây dợ, lấy bạt để che, để chắn. Và người mẹ thì đứng nhìn những cái cánh đồng hoa màu chìm dưới màn nước lũ với một cái ánh nhìn bất lực. Đấy là tại sao lại anh Phương lại viết là mắt mẹ đờ dại nhìn cánh đồng non chưa đến mùa thu hoạch chìm dưới nước đục, và khi mà bão lũ chồng lên nhau thì sẽ ở đâu đó sẽ có những cái màu tang trắng đớn đau, như là cái trận bão lịch sử năm nay mà miền Trung đang phải gánh chịu. Bài này anh trước hết xin cảm ơn Linh hôm nay đã hát cái bài này,
Và trong một thời gian ngắn 30 phút mà em thuộc được, anh rất là cảm phục. Vì bài này là anh viết, trước hết là anh viết cho anh. Bài này viết được 2 năm rồi. Và tưởng nhớ đến người cha của mình. Là những cái lần bão về Nga Sơn Thanh Hóa thì là hình ảnh bố anh là trằng cái sợi dây qua cái mái nhà, cắm những cái cột để níu giữ cái ngôi nhà nó khỏi bị trong bão. Và nhà có mấy cái thửa ruộng phần trong. Anh nhớ là mỗi lần lũ nó về, là bão lũ về nó chìm, thì là mẹ anh là mắt đờ dại, bởi vì là đấy là cái nguồn thức ăn duy nhất của cả nhà. Thì đây là những cái mà anh viết trong cái ca khúc này. Đấy, cái cảm xúc của người con khi đi học ở Hà Nội là mỗi lần cái bão như hôm nay là anh chỉ cầu nguyện làm sao có thể ngăn được bão, làm sao có thể ngăn được gió mưa quê tôi. Mỗi lần bão về, lòng con xót xa nỗi niềm quê vời vợi, thường về quê nhà tan hoang trong bão. Bão làm sao ngăn được bão nghiêng trời, lũ làm sao ngăn được lũ trắng đồng đổ lên miền quê xác xơ. Bão đầy trong mắt cha, liêu siêu gồng gió đỡ ngôi nhà. Lũ ngập đầy mắt mẹ, đờ dại nhìn cánh đồng non chìm dưới nước đục. Bão lũ chồng lên nhau, chồng lên màu tang trắng đớn đau. Thì những cái mất mát nó do thiên nhiên gây ra là không có gì để tả nổi. Thì anh viết cái bài này thì gấp nó lại ở dưới đáy vali. Hôm nay em lôi nó lên. Rất cảm ơn Thùy Linh. Xin mọi người hãy ủng hộ cái kênh của hai anh em nhé. Linh cũng rất là mong quý vị sẽ thể tất, nếu như mà cái bài hát vừa rồi hai anh em hát nó chưa được tròn trịa, nó chưa được hoàn hảo, và cũng không phải là cố tình đâu ạ, mà ngày hôm nay rất là tình cờ thì Hà Nội trở bão, ảnh hưởng của bão và mưa từ sáng đến giờ, thực sự là một cái ngày nó rất là ảm đạm, nó rất là thê lương. Thế cho nên là khi mà ở trong nhà tập hát với nhau ấy, thì thực sự là Linh chưa có được cái cảm xúc như thế này, đúng không anh? Thế và sau đó hai anh em mới nói là thôi mình đi ra ngoài này mình cảm nhận một cái chút gió mưa, bởi vì là khi mà xem ảnh thì biết là trong miền Trung thì đang gió mưa dập vùi, rất là lạnh, rất là kinh khủng. Và hai anh em muốn là có một chút cái cảm xúc thật sự của những cái giọt mưa nãy giờ là đã ướt hết cả tay của Thái Thùy Linh. Thì rất là mong quý vị hãy đón nhận cái tình cảm chân thành của anh em chúng tôi, và chúng ta cùng cầu nguyện cho miền Trung.